Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng điện thoại mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, tuy nhiên tình trạng người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Giữa tháng 5 năm 2024, bà Chu Thị Cơi và chị Nguyễn Thị Hồng Vân cùng chú tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm là chủ cửa hàng kinh doanh đóng tại thị trấn Như Quỳnh đều nhận được cuộc điện thoại gọi của các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan thuế với nội dung yêu cầu bà Cơi và chị Vân đến hoàn thiện thủ tục cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp cá nhân lên cổng thông tin thuế điện tử, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn bà Cơi và chị Vân hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh. Có người bảo là bên bưu điện Văn Lâm cô có một cái đơn hàng, có nghĩa là có một cái hồ sơ để cô đi họp ở chi cục thuế. Nếu cô nhận hồ sơ, cô ký vào biên bản, cô phải mất 800. Thế tớ bảo rằng là sao tớ nhận hồ sơ mà phải mất 800? Thì cứ gửi hồ sơ về đây để tớ lấy số liên lạc để tớ gọi cho chi cục thuế. Thế nên người kia không, cô nhận, đồng ý nhận thì cháu mới gửi bưu phẩm về. Còn nếu cô không nhận thì thôi. Trường hợp của em thì là cũng như của cô đây thôi. Họ cũng gọi điện cho em và cũng bảo là hết 800 nghìn đấy. Xong là em thấy nghi. Bảo là để lên chi cục thuế hỏi cho rõ ràng đã. Thế xong rồi về sau là họ tắt máy. Cũng với chiêu trò này, anh Sinh ở xã Đại Đồng cũng liên tiếp bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện yêu cầu kê khai nộp thuế. Sau khi gọi bộ phận một cửa của huyện, anh Sinh được tuyên truyền mới biết đó là cán bộ giả danh. Em ra ngoài thuế em hỏi thì bên chi cục thuế họ cũng bảo là tất cả các văn bản thuế hay gì là đều phải ở bên thuế cử người xuống. Chính xác thì mới làm việc, còn không phải qua điện thoại. Thời gian qua trên địa bàn huyện Văn Lâm xảy ra tình trạng một số đối tượng tự xưng mạo danh là cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước như thuế, phòng tài chính kế hoạch, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để mời chào, lừa đảo, dụ dỗ, dọa nạt, yêu cầu, ép buộc người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải mua các tài liệu, cài đặt phần mềm, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt. Đã có nhiều người bị các đối tượng trên gọi điện đến, nhưng rất may đến nay mới chỉ có một cá nhân bị lừa mất tiền triệu do chưa nắm được các phương thức của các đối tượng. Nhận được thức điều đó thì chúng tôi đã ban hành cái công văn cảnh báo những người dân, như là yêu cầu công an huyện vào cuộc để nắm bắt tình hình cũng như điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định. Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các ngành, các cơ quan nhà nước. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.